Cũng là bàn làm việc và chiếc laptop, nhưng trải nghiệm của một Nasher sẽ thú vị hơn những gì bạn nghĩ về một kỹ sư công nghệ. Nào, cất công việc qua một bên và cùng xem qua các quyền lợi Nastech dành cho bạn nhé. Trước hết, chúng tôi luôn đảm bảo bạn được chăm sóc tốt nhất với gói bảo hiểm Premium Healthcare. Dịch vụ y tế này cũng dành cho gia đình nhỏ của bạn đấy. Giờ thì bạn không còn phải lo nghĩ đến các chi phí sức khỏe của gia đình nữa rồi. Bạn còn có thể thoải mái lựa chọn tham gia các hoạt động thể thao và ngoại khóa dành riêng cho Nasher. Bởi ai cũng muốn cân bằng giữa công việc và cuộc sống mà, phải không? Chúng tôi giúp bạn định hướng các kỹ năng cần phát triển. Hãy đăng ký tham dự các khóa đào tạo mà bạn yêu thích nhé! Dự án toàn cầu cùng cơ hội on-site tại Anh, Mỹ và nhiều quốc gia khác sẽ giúp bạn hoàn thiện hơn khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình đấy. Chúng tôi tạo cơ hội để bạn làm việc theo cách mình thích, vậy nên cứ thoải mái sắp xếp thời gian và lựa chọn địa điểm cho bạn nhiều cảm hứng làm việc nhất. Không chỉ trong dự án, mọi đóng góp để xây dựng môi trường làm việc hiệu quả tại Nasdaq đều được ghi nhận. Thoải mái nói lên ý tưởng của mình và bạn sẽ nhận lại những phần thưởng đáng tự hào đấy. Đến Nasdaq đâu phải chỉ để làm việc. Các hoạt động team building sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những đồng nghiệp cực kỳ chất cùng làm việc với bạn hàng ngày. Ứng tuyển ngay và trải nghiệm những quyền lợi hấp dẫn từ Nasdaq nhé!